Xin chào các bạn, mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mày kênh phụ kiện chỉ nhãn 789 tiếp tục giới thiệu đến các bạn những cái mẫu ốp siêu về màu tím các bạn nhé. Đấy, tất cả cái mẫu ốp màu tím về dòng 14 Pro Max và các series 14 các bạn ạ. Series các đời iPhone 14 thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua một số mẫu màu tím các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình chỉ giới thiệu nguyên màu tím thôi. Thì mình sẽ giới thiệu những cái hãng rất là tên tuổi như Fiera hoặc là ZGA các bạn nhé. Đấy, một số hãng này rất là chất lượng luôn, uy tín. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đầu tiên đến với các bạn là một mẫu mẫu này là mẫu Fiera các bạn. Fiera thì rất là xịn sò rồi, từ cái hộp này đến cái ốp được làm bên trong rất là chắc chắn. Giá thì cực kỳ là ok các bạn nhé. Đó, giá rất là ok. Thì không dài dòng, mình sẽ mở hộp ra để giới thiệu trực tiếp đến các bạn. Với chiếc ốp như thế này, được làm rất là tinh xảo luôn. Màu tím này thì màu tím chuẩn màu máy luôn các bạn nhé. Không phải là màu tím đậm quá hoặc là chói cột chóe quá. Đấy, mình sẽ đưa đến các bạn những cái màu nhìn sao nó đẹp nhất. Đó. Mấy các bạn nhìn thì có rõ không, nhưng mà có vẻ là ánh sáng hơi kém đúng không ạ? Đó, mình sẽ cố chỉnh để cho nó dễ nhìn hơn các bạn nhé, dễ nhìn hơn một chút. Đấy, các bạn có thấy ánh tím không ạ? Thực sự là cái màu tím này thì quay nó hơi khó lên màu các bạn nhé. Đấy, màu tím này rất khó lên màu luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Nhìn thì nó không được rõ cho lắm cái màu tím, nhưng mà nếu mà lên video thì các bạn nhìn có vẻ nó sẽ hơi bị ám đen, nhưng mà thực tế nhìn thì nó là tím tím các bạn nhé. Đây, cái nút bấm màu tím này, vì cái nút này người ta làm bóng nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn, và cái phần viền này nó là tím tối màu hơn chút. Mình sẽ bỏ cái giấy này ra để chúng ta nhìn rõ hơn. Đây, phần camera thì được làm bóng các bạn ạ, để này khả năng các bạn khó nhìn. Đây, camera được làm viền xi bóng. Đấy, cái lỗ ốp này thì được có một lớp phủ chống xước các bạn nhé, cực kỳ là xịn sò luôn. Với những cái ốp Fiera như thế này thì được làm rất là tỉ mỉ đấy. Các bạn có thể nhìn mặt trong, họ làm rất là sắc nét luôn, tỉ mỉ cực kỳ là đẹp luôn. Các phím bấm thì được làm bóng các bạn nhé, làm bóng. Đấy, về phần vòng quanh của ốp thì cũng giống như những cái ốp khác thôi, khá là đầy đủ và độ hoàn thiện rất là cao. Và sau đây thì sẽ lên một mẫu ốp chống bẩn. Đây là một mẫu ốp chống bẩn của hãng ZAG các bạn nhé. Mình sẽ mở ra vì cái này người ta đã có niêm phong ở đây. Mà hôm nay mình sẽ mở hộp ra để review được các bạn chi tiết nhất. Cái này hơi chắc các bạn. Bọc nó ra. Cho mượn dao. Mình sẽ bóc cái ốp này ra để giới thiệu đến các bạn là chất lượng bên trong các bạn nhé. Này, sẽ phá trên em nó để giới thiệu đến các bạn chất lượng bên trong như thế nào. Một chiếc ốp chống bẩn cực kỳ là xịn sò luôn. Đó, chiếc này thì nó sáng hơn một chút các bạn, nên là màu nó dễ nhìn hơn. Con kia thì màu nó thì cũng khá là đẹp đấy, nhưng mà nó chưa phải là màu nó rất là đẹp, nhưng mà nó thực sự là nó là màu tối. Còn đây là màu tím, kiểu tím khói các bạn nhé. Đây, đây là màu tím khói thì nhìn nó là một mẫu ốp chống bẩn, thì cầm thì rất là mát tay luôn. Đấy, bên trong này các bạn nhìn, bên trong là một lớp lỉ các bạn nhé. Đấy, lỉ rất là đẹp ZGA. Đây, phần camera được làm hoàn thiện thì thôi rồi luôn. Phím bấm này, viền silicon, cụm cam mình nhô lên các bạn nhé, chỗ cụm cam này làm nhô nhựa cứng luôn, nhựa cứng này làm nhô khá là cao, theo mình nhìn thì làm nhô khá là cao để bảo vệ phần camera. Đó, phần dưới này thì người ta sẽ làm chống bẩn kiểu này, nó sẽ khác với cả của Fira. Fira thì người ta sẽ khoét to hẳn như này các bạn nhé, khoét to hẳn ra như này để cho nó rộng, nhưng mà với chống bẩn thì người ta hạn chế hơn, người ta sẽ làm lỗ lỗ là nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp. Hiện tại là mới có hai mẫu các bạn nhé. Tiếp theo
Giới thiệu các bạn tiếp theo đến một mẫu, đây là mẫu của Ligot. Mẫu này thì là một, cũng là một mẫu màu tím, tím viền, cam thì màu đen. Đó. Con này thì là nó là thuộc dạng lưng nhám các bạn, không phải lưng trong. Con này thì mình đang đang bán rất là chạy trên Shopee và các sàn thương mại các bạn nhé. Đó. Con này thì khách chỉ nhập rất là nhiều, màu nó khá là ưng luôn. Hai con này thì màu giống nhau các bạn, nhưng mà con này nhìn lưng nhám thì có vẻ lên này nhìn nó sẽ nổi hơn một chút đây. Mình để hai con cạnh nhau thì một con thì sáng hơn một chút, còn một con thì nó đậm màu hơn một chút, nhưng mà mỗi một con thì nó sẽ phù hợp với một người dùng và một cái thiết kế. Nói chung là tím thì nó có nhiều kiểu tím các bạn, mỗi người thích một kiểu. Đấy, rất là đẹp. Thì con nhám này các bạn nhé, con nhám này thì đang gọi là bên mình đang đặt nó là ốp chống sốc, nên cút chống sốc của 14 Pro Max màu tím các bạn. Đó, các bạn có thể thấy gần hơn một chút thì nó sẽ rõ hơn. Đó, cái phần này thì được làm bằng nhựa đen. Nhựa đen này thì cũng là nhựa, không phải nhựa cứng các bạn nhé, nó cũng là mềm thôi, nhưng mà không phải mềm hẳn, nó gọi chống sốc mà. Chống sốc thì nó sẽ không cứng mà không mềm, tương đối là dễ dùng thôi, cầm nó êm mượt tay là được. Đấy, cầm rất là thích mát tay luôn các bạn nhé. Đấy, con ốp này thì hoàn toàn là chất lượng, là không chê vào đâu được. Đấy, con những cái con ốp như thế này thì rất là xịn sò luôn. Đây là hãng Lingut các bạn nhé. Tiếp theo đây là một sản phẩm của Xnever, con này thì chống sốc luôn các bạn ạ. Con này thì đẳng cấp rồi, có seal ở đây, nhưng mà mình sẽ mở ở trên này để giữ cái seal xem nó có ở được không. Mà khả năng cao là không giữ được cái seal này thì mình sẽ lại tiếp tục bóc seal, bóc seal để mở hộp, để con này sẽ mình sẽ phá nó ra và tung ra để giới thiệu đến các bạn, review có tâm luôn các bạn nhé. Đó, review có tâm luôn. Mở ra Xnever các bạn nhé, con này là con Xnever để cho dòng 14 luôn. Con này chống sốc, chống sốc luôn này, các bạn nhìn thấy góc cạnh không, rất là hàm hố, rất là khỏe luôn. Đấy, thương hiệu Xnever người ta sẽ đóng ở bên cạnh này, Xnever đấy. Phím bấm thì con này là phím hở các bạn nhé, dòng chống sốc mà nhìn nó rất là cơ bắp hàm hố luôn. Đấy, phím hở luôn. Con này thì cực kỳ là khách rất là thích, bởi vì nó nam tính các bạn nhé, màu tím nam tính luôn. Đấy, viền thì vẫn là viền dẻo thôi như các dòng khác, phần cụm cam con này thì được làm cứng, cứng đơ luôn ấy. Chống sốc mà cứng đơ luôn. Con này thì nâng trong đấy, nâng trong. Ở viền thì viền cam thì là viền cứng các bạn nhé, độ bảo vệ thì cực kỳ là cao luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn qua một vòng phần dưới phần trên này. Chung là con này thì khá là ok. Tiếp theo một mẫu nữa là mẫu Meomi. Con Meomi này thì chắc là các bạn cũng đã từng xem rất là nhiều video rồi, quá quen với chúng ta rồi. Dòng Meomi thì con này nó siêu mỏng các bạn nhé, siêu mỏng màu tím như full cả lưng luôn. Đấy, con này bán cực kỳ chạy, giá rất là mềm, chưa đến 100.000 các bạn sở hữu ngay một ốp chính hãng Meomi siêu mỏng bảo vệ full camera. Con này cầm rất là thích vì đút túi nó không bị cộm các bạn nhé. Đó, hôm nay mình giới thiệu qua đến các bạn một số mẫu như này thì tất cả đều là dành cho 14 Pro Max các bạn nhé. À, rất là nhiều sản phẩm màu tím. Đây là mình sơ qua thôi, chắc chỉ được khoảng một phần nửa thôi các bạn ạ, chứ còn chưa thấm gì đâu. Rất là nhiều các loại máy luôn, rất nhiều các loại ốp luôn. Màu tím năm nay thì nó cực kỳ nó hot rồi. Đấy, đây mình đưa qua nên các bạn cùng nhìn. Con Meomi này mình sẽ bỏ xuống nhé, nhìn cho dễ. Đây, trên này sẽ còn 4 mẫu. 4 mẫu này thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, link nhập hàng mình có để trên phần mô tả của video. Nếu các bạn muốn nhập xỉ thì hãy gọi điện theo số điện thoại trên màn hình các bạn nhé. Bên mình chuyên xỉ lẻ tất cả các loại ốp, kính cường lực, bao da. Đấy, các bạn quan tâm bất kỳ một sản phẩm nào, vui lòng bấm vào phần mô tả để có link đặt hàng trên Shopee, hoặc là muốn nhập xỉ ép giá thì gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên màn hình 0938 698 986. Đó, với những cái con ốp như thế này thì cực kỳ là bền bỉ các bạn nhé, bán thì rất là thích luôn, khách hàng cực kỳ là ưng ý con ốp như này.
Đấy, các bạn thấy không? Độ sắc nét và độ hoàn thiện nó rất là cao luôn. Mình sẽ để gộp nó vào để các bạn cùng xem. Vì tất cả những con ốp này thì đều là của 14 Pro Max các bạn ạ. Nhưng mà mỗi một hãng, một thương hiệu người ta sẽ ra một cái màu tím khác nhau. Đây, chúng ta có thể nhìn. Con này thì nó cũng là màu tím các bạn nhé. Nhưng mà do ánh sáng điện thì nó sẽ không được không được nổi như mấy con bên này. Con này cũng gọi là cũng ánh tím này. Con này thì nhìn nó sẽ tím nổi hơn một chút. Con này thì kiểu dạng tím 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 phấn đó. Với những cái sản phẩm như thế này thì hoàn toàn là hàng chính hãng 100%. Nếu các bạn quan tâm thì cứ alo cho mình nhé. Mình có Zalo trên màn hình. Rất là đẹp. Với những cái sản phẩm như thế này thì yên tâm về chất lượng các bạn nhé. Mình rất là ưng ý với những cái mẫu ốp như này. Nhưng mà mình có tiền mua 14 Pro Max thì mình cũng sẽ dùng những con ốp như thế này thì rất là nam tính này, chắc chắn này và lại còn đẹp nữa. Đó. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video mình xin kết thúc tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.